Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập web check-in trên hệ thống Base HRM. Để có thể thiết lập web check-in trên hệ thống của Base HRM, đầu tiên anh chị sẽ truy cập vào hrm.base.vn và chọn vào biểu tượng cài đặt. Sau đó anh chị sẽ chọn vào văn phòng. Ở đây anh chị muốn thiết lập web check-in cho văn phòng nào thì mình sẽ chọn vào văn phòng đó. Và anh chị sẽ đưa chuột lên góc phải phía trên, chọn vào thêm check-in client. Ở đây giả sử tôi sẽ đặt nó là web check-in. Và anh chị sẽ chọn lại là check-in qua web. Điểm quan trọng thứ ba và cuối cùng đó là anh chị cần phải nhập cái địa chỉ IP của công ty các anh chị vào đây. Mỗi một wifi của một công ty sẽ có địa chỉ. Và khi mình nhập vào đây thì người nhân viên phải truy cập vào wifi của công ty mới có thể chấm công thành công được. Còn nếu mà người ta truy cập vào wifi của quán cà phê hoặc là wifi tại gia đình của họ thì hệ thống sẽ báo lỗi và họ không thể chấm công thành công. Rồi sau khi cài đặt xong thì anh chị sẽ lưu lại. Tôi đã tạo trước ở bên này rồi. Thì hiện tại tôi đang truy cập vào wifi của Base Hồ Chí Minh này, Base ha. Và địa chỉ wifi đấy là 113.230.103, trùng với địa chỉ mà tôi đã cài đặt trên hệ thống. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau demo cái thao tác là một người nhân viên khi đến công ty họ sẽ check in qua web như thế nào. Đấy, tôi là một nhân viên và khi đến công ty tôi sẽ truy cập vào đường dẫn là checkin.base.vn. Đầu tiên thì tôi sẽ chọn vào My Check-in này. My Check-in. Chúng tôi sẽ đưa chuột lên Web Check-in ở góc phải phía trên. Ở trên đây thì nó đã có cái client mà tôi tạo từ trước rồi. Đã có cái ngày mà hôm nay rồi. Tôi chỉ việc nhập thêm cái thao tác nữa là nhập cái code mà hệ thống yêu cầu verify ở đây là được. 440. Rồi. Sau khi tôi đã truy cập đúng wifi mà công ty cài đặt, tôi đã nhập xong code này rồi thì tôi sẽ lưu lại. Thì ngay lập tức hệ thống báo thành công. Hiện tại là 11:05 thì tôi sẽ về lại phần overview hoặc là tôi có thể thấy ở ngay đây. Nhưng mà tôi sẽ về overview để dễ theo dõi. Phần overview có tất cả các log check-in của tôi và log check-in gần nhất đó là 11:05 thông qua địa chỉ IP ở đây. Vừa rồi chúng ta đã vừa demo về thao tác mà một nhân viên đến công ty truy cập vào checkin.base.vn và check-in thành công vào lúc 11:05. Vậy thì giả sử nếu họ ở quán cà phê hoặc là họ đang ở nhà và đăng nhập vào một wifi khác thì check-in có thành công hay không? Thì bây giờ tôi sẽ demo thao tác số 2 cho các anh chị bằng việc là tôi sẽ đổi kết nối vào một cái wifi tên là Luân Võ, một wifi khác, và người nhân viên sẽ vào My Check-in này. Họ sẽ đưa chuột lên góc phải phía trên này, chọn Web Check-in và họ cũng sẽ nhập code như vừa rồi 05837E, ví dụ như vậy, đúng mã rồi nha, 838837E, ok, lưu lại. Thì vì chúng ta đang truy cập vào một wifi khác nên là hệ thống báo lỗi và không cho phép người này chấm công thành công. Thì giả sử bây giờ tôi đã đến công ty rồi đi. Tôi đến công ty và tôi đăng nhập vào Base đi. Wifi của Base đúng cái địa chỉ mà trong hệ thống đã cài đặt từ trước. Rồi, thì sau đó tôi sẽ chọn check-in. Thì trong trường hợp này nó báo thành công bởi vì tôi đã truy cập đúng vào cái wifi mà hệ thống cài đặt. Vậy là vừa rồi các anh chị đã được demo về quá trình chúng ta sẽ tạo một cái địa điểm web check-in trên hệ thống của Base. Sau đó thì người nhân viên mỗi ngày đến công ty, người ta truy cập đúng wifi của công ty yêu cầu và người ta vào checkin.base.vn, người ta chọn web check-in thì cái dữ liệu chấm công của người ta sẽ tự động được ghi nhận lên trên hệ thống. Trường hợp mà người ta truy cập không đúng wifi, truy cập một wifi nào đó ngoài wifi của công ty thì ngay lập tức hệ thống sẽ báo lỗi và không cho phép người ta chấm công thành công. Có một lưu ý cực kỳ lớn trong quá trình sử dụng web check-in, đó là tại phần cài đặt ở đây, phần chỉnh sửa. Anh chị lưu ý là để sử dụng được web check-in thì wifi công ty của các anh chị cần phải là IP tĩnh. IP tĩnh nha, anh chị cực kỳ lưu ý cái này, wifi IP phải tĩnh. Bởi vì sao? Nếu mà wifi công ty của anh chị không phải là wifi IP tĩnh mà nó là động thì mỗi một lúc mà điện mà chúng ta tắt đi và mở lên lại thì ngay lập tức cái địa chỉ này nó sẽ thay đổi, nó thành có thể là thành 1005 chẳng hạn, hoặc là 105. Thì khi đó người nhân viên đến công ty họ sẽ không chấm công được. Thường thì những tòa nhà văn phòng thì wifi IP cũng sẽ không phải là IP tĩnh mà thường nó sẽ là IP động. Đây là một lưu ý cho các anh chị, đó là nếu mà muốn sử dụng chức năng này thì cần kiểm tra coi là wifi của công ty mình là tĩnh hay là động. Nếu mà tĩnh thì mới có thể sử dụng được chức năng này. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Chúc anh chị có thể thiết lập được phần thiết lập máy chấm công cũng như là thiết lập được web check-in trên hệ thống của Base và mang lại trải nghiệm tốt cho người nhân viên. Chúc anh chị một ngày tốt lành.